chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của Ngọc. Hôm nay thì bọn mình tôi mặc áo nắng này sẽ có một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thật là vui vẻ, mọi người cùng đón xem nha. Đi đi. Đi thôi. Ba vì thẳng tiến đi. Đi. Bọn mình đang xếp đồ lên để đi mọi người ạ. Nhiều đồ quá. Quá nhiều đồ mọi người ơi. Không dám mang vali nhưng mà thực ra là mang nhiều thứ rất là nhiều hơn cả vali. Ở đây là anh Vinh Gấu mọi người ạ, anh Vinh Gấu đang quay vlog. Phát hiện anh Vinh Gấu đang quay vlog ạ. Bọn em mang cái gì mà nhiều thế? Bọn em mang rất nhiều đồ. Cái gì đấy? Tác phẩm của Bi. Mọi người, cứ để vào đây đi, cái trên này không để được. Để ở đây nhá. Sợ qua một cốp xe luôn. Nên của Ngọc cái chuyến thuyền thôi. Còn Bim Bim nữa ạ. Để lên xe cho trẻ con nhà anh Đạt, nó có ăn được. À mà cũng mang khăn tắm mà anh mua 2-3 cái. Hey, Bi. Tóc hôm nay à Bi? Hôm nay tóc ai làm cho Bi? Cô gì nhỉ? Cô Tuyến à, đúng rồi. Chúng ta thì để xe bên bể chỗ của em ạ. Nhưng để cố định cái đốt phải lấy ra ấy ạ. Khoan, từ từ. Cô điện thoại của em trong đấy. Trong có một trong cái túi đen ạ. Cái gì vậy? Bỏ cốp đâu? Cái gì vậy? Cần được thoại. Đố mở được cốp ấy. Ồ. Cốp điện anh không nắp đá cốp. Đây. Xài ơi Vinh ơi. Túi nào đấy? Túi đen ạ. Đây đúng đấy ạ, trong đấy ạ. Em rơi hình xăm tay. Và cho em một cái khẩu trang cả luôn. Hai tay luôn. Một cái rồi. Lấy một cái chị ơi. Chật. Bọn mình sẽ chuyển đồ lên xe. Anh ơi đồ ăn thì chuyển. Chị Na. Mang cả thế giới đi một đống đồ mọi người ơi, chị Na. Đây đồ bọn mình ăn rồi chứ cầm đi này. Và đây là hôm nay mình sẽ đi xe này. Chị Na mang đồ cả thật trẻ cho cả tháng mọi người ạ. Đồ make thì đừng để đấy chị Na. Đồ make với đồ skin care thì bỏ xuống. Bỏ xuống chị ạ. Đồ trang điểm của cháu ở trên đấy. Khoảng cái gì mình chụp ảnh. Đây là mỏ nhọn Seiko ạ. Seiko mỏ nhọn ạ. Biệt danh chị Quỳnh đặt ạ. Đây biệt danh chị Quỳnh đặt. Đồ là xương xương mà hết lên trên kia đấy. Tưởng đang nhảy ra đây rồi mà. Đi luôn rồi ạ. Đây chị Na. Chị Quỳnh mới cắt tóc thì sao ạ? Chính xác. Rồi, anh nhuộm đây sao ạ? Xanh rượu đây nữa. Chị cắt vé thẳng luôn. Anh Quỳnh ơi, trong cốp xe còn có thể không? Cắt vé thẳng nữa ạ? Không còn thì để quay để xe khác được không ạ? Bác chịu quá. Mà nhìn mà thẳng qua ta. Đâu xem. Cái này không khoe gì cả. Không khoe này cô, cái này. Đây là Bi dán cho. Tóc của Thảo Ân Vân là tự nhiên là có thì Ân Vân Nguyên thẳng tắp luôn. Tóc Thạch Tuyến Nguyên thẳng tắp đây. Đầu bây giờ là nào? Đen này, một chút nâu này, một chút đỏ, một chút hồng này, một chút tím. Trời ơi. Đi vào để xách đi, xách xách pin ra. Để lấy đá thì ấy á. Cho đồ vào đó. Chị bảo của ai đây mượn nha, của chị luôn. Bên sau của chị luôn. Không, quá chị. Kia là xe ai đấy? Thế Hiếu. Thế Thanh Vân đến kìa. Anh ơi.
Bên nhà chị bán nước kia bán đá chưa? Đó. Nóng luôn rồi hả? Nóng luôn xong rồi đến lên. Ảo. Ủa mẹ ơi. Không muốn mang nhiều đồ đi. Xe này rộng mà, tha hồ để đồ. Có vậy? Xe nào người vào sao đâu? Chỗ đi vào đi không? Đằng sau ba chỗ đang có mũi hiệu ngáo ngồi đây. Thế bảo là hết chỗ rồi. Ai bảo hết? Bánh có điện bảo là để mấy cái vali hết chỗ rồi. Để đồ. Mẹ ta tìm 3-4 chỗ để mà chỗ. Tôi đã đến nơi rồi mọi người ạ. Nhưng mà nó nắng quá. Đây gọi là đi thỉnh kinh rồi. Không dậy bố là nắng quá mọi người ơi. Nắng quá. Xe ô tô thì đã đi sang bên này. Đấy. Đây là trên đường Thôn Mộng đi vào. Nhưng mọi người đội chưa chưa đến nơi. Ơ đội kia đi trước mình mà. Ừ. Đen đen. Về lâu gặp về lâu gặp nhau. Thầy dự sẽ là những cái chỗ mà những bộ ảnh bikini sẽ được lên hình. Ôi giời. Bi 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 chả mà chiêu giống mẹ đi bi. Chiều quá. Nước như là chiều quá. Nước vàng như soi. Bikini chưa chụp ảnh bikini vào nước màu này bao giờ, không biết lên ảnh nó sẽ là ra màu gì mọi người ạ. Mọi người đây là con lợn. Chị ấy rồi, chị ấy đang gọi để ấy rồi. Phải lọc rồi. Mình chốt phòng nào đây, em di cư đúng phòng này. Chốt phòng này đi, chốt phòng này đi. Có phòng đấy rồi. Thôi nhá. Cái màu bạch nó thế này. Đây là phòng chúng tôi sẽ ở mọi người ạ. Bật em bật rồi. Em bật rồi nè. Chiều quá rồi, chiều quá. Em bật rồi. Cái phòng này đúng không? Những đồ nó trên xe mình chưa lấy đồ ấy. Ta đến đâu mà lấy. Đây là phòng mình sẽ ở mọi người ạ. Chiều quá trời. Tắt đi để nghỉ ngơi. Đây là hội các ông bố bà mẹ bỉm sữa. Dắt con đi chơi. Đây toàn những người tập làm gia đình. Bi nhìn gì chiêu đấy Bi ơi. Nhìn gì mà chiêu ấy. Nhìn gì mà chiêu ấy. Đâu cho người ta đang vớt rác ấy. 500 ơi. Nhìn cô anh đáng sợ quá. Chiêu ấy cũng chiêu. Người ta bảo là bỏ dép ra không được mang dép lên đây. Mọi người có nhìn thấy hành động. Rồi mày ngắm như đấy chị chủ. Rồi nào, ngáo anh à, giật bi ngồi chiêu có tiến. Tôi không thể hình dung được. Vãi cả hai con gì cháu như này chiêu. Vãi cả đuôi dừa. Em thích không? Em không chiêu. Ơi cái này để ra cái kia. Em thích em bé, anh để đi, em bé hộ cho. Em thích không anh để gọi mạnh. Đây anh để đi, anh để đi, hộ em cả anh để đi cả. Bi ơi, sao mang dép của dì tiền xuống đấy để đây? Mang xuống đây cất cho gì ở dưới chỗ phòng này thì tối ngủ nghe kiểu gì nhỉ? Ngủ kiểu gì để mặc bọn em? Để cho anh Tuyến đâu rồi? Gọi cho Mạnh ngay nhỉ? Mạnh bảo tới đây giới thiệu cho em thì... À hội những người nhặt rau. Đây là hội những người nhặt rau. Hội những người nhặt rau. Em cũng mang mà sáng áo quên mẹ. Ôi Quỳnh là style, rất là stylist, là eo ót đó. Cái đồ gầy gầy đó. Anh Nhật ơi, đi vào của em theo ra nha. Đi vào phòng này à? Gai đẹp. Ở đây các chị vợ chị nào cũng trắng nhỉ, sao mà nhìn lại ra bọn mình thấy xấu hổ thế. Đây là chưa gì đã quả lẻ rồi. À cũng xinh. À cũng xinh. Không hẹn nhau mà mặc đồ đen này.
Con vịt kêu nào con? Con vịt kêu là không thích trả lời. Con vịt kêu như nào? Hôm qua vừa cắt máy bằng Marico đấy. Mang rồi. Đây chị Ngọc Anh, à Ngọc Anh, tóc tóc tóc. Em ơi, cho ít dầu ra đổ xong ướp nước luôn đi, không phải nó nhéo hết rồi. Nhà có cô ấy nhỉ? Nhà đang có cô đây. Đang có cô đây. Bạn sao ấy nhở? Tối nay là đám cưới của Vinh Gấu với cả ấy đấy. Đám cưới Vinh Tông là vừa đi hấp về hả? Cái gì đưa tao điện thoại đứa nào đây? Tao vừa đi hấp về hả? Đang nấu cỗ à? Mày rất mất thời gian đấy, đa bao việc. Hả? Chị ơi, đổ hết ra. Đúng, đổ hết ra trong ngâm luôn mà chậu kìa. Không phải nó ung hết rồi. Đổ hết ra trong vứt đi. Em xem cái gì ăn tối nay, cái gì mà quay mặt đi luôn, quay mặt đi luôn. Cam ơi, Cam. Nhiều quá trời ơi. Yếu à. Xin cảm chụp chị ạ. Chị camera chứ không phải có cam ạ. Cam ơi, Cam. Ai mà có phúc nước thì con bình xin. Con này thì xấu đi. Con để đâu em biết. Con này hết. Con nào nóng hả? Cậy hòa. Rất là chill. Con này. Anh con này đi bắt bé Na đi. Đúng, chú cao bồi đâu các bạn, vào đây xem đâu cháu. Ấy, con chạy, con chạy. Mũi đốt con kìa. Mình em thi chi rồi. Ôi, mũi đốt này. Em vừa bị mũi xong. Chị Na rất chăm chỉ đấy chứ. Chăm chỉ đấy chứ. Học cũng vậy chứ. Để lại một ít đi để mai. Chị cũng chăm chỉ bác rồi. Rất chăm chỉ bác. Chắc là nó không chăm chỉ như thế. Sao? Thế thì người ta không có người yêu, bắt đầu. Ây dạ. Này, người trong chỉ nhất là anh Quân đây này. Ở đây còn tặng cho mẹ này. Cái Quỳnh đâu nhỉ, cái Quỳnh đâu nhỉ? Cái Quỳnh đâu, mặt cô ấy Quỳnh đâu nhỉ? Cái Quỳnh đâu nhỉ? Đây, con phải lóc đây. Này, vừa nhắc cái ngồi luôn. Đây, không làm gì cũng đứng quay vlog này ngồi ạ. Đây. Tạm ơn cầm máy à. Đây này. Anh Tuấn, anh vừa lấy đá đâu ấy? Đá trong thùng mày. Đấy. Đá vào đây nhá. Cái này làm nào? Không phải cái đấy. Đấy yên luôn. Trên dung con người lười nhác. Cửa đây. Chết rồi, còn một cái túi đấy đâu rồi á? Chứ mà đi đây nó quay mình đang xinh làm gì? Cái túi mà được xinh cái này. Trời ơi, gió này ở đâu ấy? Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc. Tại người ta không. Chị Quỳnh ơi, chăm phết nhỉ? Chị Quỳnh muốn lấy chồng với em. À, chị Quỳnh muốn lấy chồng rồi. Vâng, chị có muốn lấy chồng không? Phải thôi, 15 ngày rồi. Chị Ngọc cũng rất chăm chỉ nha. Mọi người ơi, nhìn thế thôi chứ có phải như thế đâu mọi người à. Anh Vinh ăn từ lấy giờ không giúp gì ạ. Gọn thật lực. Ngọc ơi.